Các em cùng quan sát cái đầu bài giải phương trình vô tỉ căn bậc 2 của 4x bình cộng 5x cộng 1 cộng 3 bằng 2 căn bậc 2 của x bình trừ x cộng 1 cộng 9x. Trước khi giải bài toán này thì ta phải đặt điều kiện cho cái biểu thức dưới cho căn, có nghĩa là ta có ngay x bình trừ x cộng 1, x bình trừ x cộng 1 là cộng 1. Ta có ngay x bình chứa cộng 1 sẽ bằng x trừ 1 phần 2 tất cả bình cộng 3 phần 4 là có giống 0. Cho nên là điều kiện ta chỉ cần là 4 x bình cộng 5 x cộng 1 lớn bằng 0 thôi. Ta có thể giải luôn này ra để được khái niệm. Bằng thức nào? Hoặc ta có để nguyên đến khi nào tìm được nghiệm ta thay vào xem có thỏa mãn hay không. Vậy phương trình đã cho sẽ tương đương với phương trình ta chuyển vế sang hai biểu thức chứa căn là ta để gần nhau đi để nhân liên hợp được. Cái số 2 là ta đưa vào căn thì là 2 chính bằng 4, đưa vào căn 4 x bình trừ 4 x cộng 4 trừ 9 cộng 3 và nhân liên hợp của cái biểu thức chứa căn này, căn của 4 x bình cộng 5 x cộng 1 trừ căn vào 2 của 4 x bình trừ 4 x cộng 4 thì ta có nhân với biểu thức cộng của nó là căn bậc 2 của 4 x bình cộng 5 x cộng 1 cộng với căn bậc 2 của 4 x bình trừ 4 x cộng 4. Được. Đến đây có nhân tử chung là 9x trừ 3 ra ngoài. Để ta được phương trình tích, và có 9x trừ 3 bằng 0 để x bằng 1 phần 3 thỏa mãn điều kiện. Thay vào thỏa mãn điều kiện nghĩa là lớn lớn bằng 0. Còn cái biểu thức sau chuyển một sang quy đồng lên thì ta được căn bậc 2 của 4 x bình cộng 5 x cộng 1 cộng căn bậc 2 của 4 x bình trừ 4 x cộng 4 bằng 0 và bằng 1. Nhưng mà căn bậc 2 này thì bằng căn bậc 2 x cộng 1 trừ 1 tất cả bình cộng 3 và lớn bằng căn 3 nên là phương trình 1 chứa căn bậc 2 của 4 x bình cộng 5 x cộng 1 cộng căn bậc 2 của 4 x bình trừ 4 x cộng 4 trừ 1 bằng 0 vô nghĩa. Kết luận chương trình này chỉ có một nghiệm mỗi vòng 1/3, nên tầm nghiệm của nó là x là